Chào bạn, ở video này thì tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cái cách tải phần mềm Auto Group. Thì đầu tiên các bạn hãy truy cập vào website đó là forresoftware.com, đúng không ạ? Các bạn truy cập vào website này, rồi các bạn hãy click vào cái phần tải phần mềm và lựa chọn tải Auto Group. Đó, các bạn click vào đây. Rồi nếu như bạn nào mà muốn dùng thử thì các bạn hãy tải phần mềm về, giải nén ra, tiến hành cài đặt phần mềm. Rồi tiếp theo thì các bạn gửi những cái thông tin này, đúng không ạ? Nhắn tin cái thông tin này, các bạn click với cái này nhé, tiếp tục dưới tên của bạn đấy, các bạn click vào đây hoặc là truy cập vào cái phần chat của nhân viên này, bạn click vào đây để các bạn chat và gửi những cái thông tin này cho nhân viên để nhân viên tiến hành tạo key bản quyền gửi cho bạn. Thì thông thường thì các bạn sẽ được nhận 2 ngày, đúng không ạ? Còn nếu như bạn muốn mua thì các bạn hãy tiến hành tạo đơn, đúng không ạ? Các bạn vào bảng giá này, click vào đây, các bạn click vào phần mềm này và các bạn lựa chọn cái gói 1 hoặc là 3 hoặc là 6 hoặc 12 tháng, các bạn lựa chọn ở đây và các bạn tiến hành thêm đồ hàng, các bạn tạo đơn thôi và các bạn tiến hành chat, đúng không ạ? Chat cho quản trị page này, cái mã đơn hàng và thông tin chuyển khoản của bạn, cái chi tiết, cái ảnh chi tiết chuyển khoản của bạn để nhân viên tiến hành kích hoạt cái key cho bạn và gửi cho bạn, đúng không ạ? Rồi bây giờ thì các bạn hãy click vào tải phần mềm. Rồi chúng ta sẽ click vào cái nút này và các bạn click vô download, đúng không ạ? Vô cùng đơn giản đây, thì nó đã tải về rồi, đây nó đã tải về đây, rất là nhanh thôi, đúng không ạ? Rồi chúng ta tiến hành mở lên. Ok, trước khi giải nén thì chúng ta sẽ làm một cái thao tác như sau, đúng không ạ? Thì các bạn hãy click vào đây, các bạn gõ cho nhất là date and time setting, đúng không ạ? Gõ cái vào ô tìm kiếm này, date and time setting, hoặc là các bạn click vào control panel, đúng không ạ? Control panel, rồi các bạn cũng click vào date and time. Đó, thì nó cũng tương tự thôi. Rồi tiếp đến thì các bạn click vào đây, change date and time, đúng không ạ? Rồi các bạn click vào cái phần này. Đó, các bạn lựa chọn lại cái định dạng ngày, đúng không ạ? Định dạng ngày đó là tháng, ngày, năm, đúng không ạ? Lựa chọn cái tháng, ngày, năm. Bắt buộc các bạn phải chọn định dạng này thì phần mềm nó mới tiến hành đăng được, đúng không ạ? Với kích hoạt được phần mềm của chúng ta thì nó mới tương thích được với Facebook đó, để chúng ta có thể đăng được bài trên nhóm. Rồi các bạn nhấn OK. OK, nhất làm lại, đúng không ạ? Nhất làm lại, các bạn click vô control panel, đúng không ạ? Chúng ta vào control panel, nhấn date and time. Rồi bước tiếp theo này, các bạn click vào change date and time. Rồi các bạn click vào đây, change calendar setting. Rồi các bạn lựa chọn cái định dạng này, đúng không ạ? Tháng, ngày, năm theo cái định dạng này. Và nhất nhắc lại là phải cài đặt định dạng này nhé, thì phần mềm Việt Nam mới có thể hoạt động được, nó mới tương thích và chúng ta mới có thể đăng được trên Facebook. Rồi các bạn nhấn OK, nhấn OK, OK. Rồi với cái cách mà các bạn gõ date and time nó cũng tương tự thôi, đúng không ạ? Đây, các bạn click xuống dòng cuối cùng đó, các bạn cũng lựa chọn cái dòng đầu tiên này. Chúng ta làm một trong hai cách đều được, đúng không ạ? Man, day, year, 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 đúng không ạ? Có định dạng này. OK, như vậy là được. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành giải nén. Rồi bước tiếp theo thì chúng ta giải nén, đúng không ạ? Change to group. Rồi OK, thì chúng ta tiến hành khởi động phần mềm lên thôi. Ở đây thì Nhất đã tiến hành kích hoạt key rồi, đúng không ạ? Đã tiến hành nhập key vào đây rồi, nên thì nó sẽ có giao diện này luôn. Đấy, thời hạn sử dụng đây. Nếu như bạn mới đầu tải về mà chưa có key ấy, thì nó sẽ hiển thị key ra, đúng không ạ? Và các bạn tiến hành chat với lại page, chat với lại page ở đây hoặc là ở đây. Đó, cái đường link là rồi, hoặc là các bạn truy cập vào m.me, đúng không ạ? Search for the software. Đó, các bạn truy cập vào đây. Đấy, nó cũng ra như thế này thôi, thì các bạn click vào để tiến hành chat với lại trang và chúng ta báo mã đơn hàng nếu như chúng ta mua, đúng không ạ? Mã đơn hàng và thông tin chuyển khoản, ảnh thông tin chuyển khoản.
đó thì chúng ta sẽ được cấp một cái key để kích hoạt tài khoản và nó gửi về email cho chúng ta. Hoặc là chúng ta muốn dùng thử đúng không ạ, thì chúng ta sẽ tiến hành tải rồi giải nén cài đặt phần mềm, nó hiện ra cái ô nhập key thì các bạn sẽ tiến hành chat với lại quản trị viên page để tiến hành nhận cái mã này từ Forum Software đúng không ạ. Ok, vậy là tôi đã hướng dẫn bạn cái cách tải phần mềm rồi, và bây giờ thì chúng ta qua cái bước sử dụng đúng không ạ.